Ông Sơn ơi, ông đến kiểm tra ngay hộ tôi bộ bàn ghế cái. Cả bộ bàn ghế gần 100 triệu, giao đến nhà khách tận 70 km mà khách bảo vé vân, mà cọc có 500 nghìn. Ông đến kiểm tra ngay hộ tôi cái, xem có phải vé vân hộ tôi không. Theo lời đề nghị của anh Giai thì muốn là mình đến kiểm tra cái bộ bàn ghế của anh ấy xem là nó là vân xịn hay là vân giả hay là vẽ vân gì đấy. Thì hôm nay mình đã có mặt tại đây rồi. Và bây giờ anh em mình cùng theo chân em Sơn. Đây để em đang quay video. Cái gì đấy? Quay video. Dạ vâng ạ. Thì em thấy là anh có là bảo em là muốn kiểm tra cái bộ bàn ghế của mình là xem là vân thật hay vân giả. Đúng rồi. Dạ vâng. Đây, mời em vào trong này. Đây vào đây em. Bộ này đây em. À đây, như bộ này đây á. Đây em. Thì thực ra như bộ bàn ghế này thì em nhìn đây thì thứ nhất là bộ ghế này của anh là hoàn thiện rồi. Cái việc hoàn thiện rồi thì cũng rất khó để phát hiện ra nó là vân thật hay vân giả. Và thứ hai nữa thì như em nhìn đây, cái bộ bàn ghế này là vân nó quá đẹp và quá vân đẹp. Nó rất là đều nhau. Nên cái việc mà để khách hàng người ta cảm nhận nó là vân giả là chuyện đương nhiên. Thế bây giờ em nói thật nha, nếu như mà để cho anh em toàn thể khán giả người ta hiểu và biết ý, thì anh có dám cho em là tạt cái bộ bàn ghế này ra không? Không được. Bộ bàn ghế của anh bao tiền đây chú tạt? Không được. Anh tưởng chú chuyên gia thế nào, nhìn phát biết nghe, lại còn nhầm tạt. Không phải, nhưng mà như này, bởi vì em nhìn ý thì em chỉ đoán được khoảng 90-95% thôi. Nhưng mà nếu như mà để khẳng định được tuyệt đối cho khán giả thì nói thật là vẫn phải là phải tạt ra thì nó kiểm tra nó mới dễ được. Thế bây giờ nếu mà chú tạt ra mà hỏng bộ bàn ghế của anh ấy thì nếu mà hỏng chú mất gì? Bây giờ như này nhá, nếu như anh cho phép em tạt bộ bàn ghế này ra mà em không khẳng định được, em đền bác 50 triệu để cho bác yên tâm. Thì ngon chưa? Ok, thế chú cứ tạt đi. Rồi nhưng mà bây giờ như này, bởi vì đây là cái bộ hoàn thiện rồi. Và bây giờ em tạt ở trên cái bộ bàn ghế thì nó không được. Đấy. Thế cho nên là anh cho người hỗ trợ cho em là bây giờ ngửa cái mặt bàn hoặc mặt ghế ra để em tạt ở phía mặt trong. Được. Thì công đây hỗ trợ anh. Hai ba. Ngửa hẳn ra tí nữa đi. Camera lại gần đây để mình sẽ tạt để kiểm tra luôn xem là vân nó thật hay là vân vẽ nhá. Vân thật vân vẽ tạt ra phát biết ngay. Được gần đây nào. Đây, được gần đây. Khi mà tạt ra, đưa thật sát vào để anh em nhìn này. Đấy, thì cái này nó chính là vân kẻ chỉ và nó sẽ có tông màu tối. Thì còn đây chính là cái vân mà khi ở trên mặt bàn anh em mình nhìn. Và tại sao nó lại có hai cái màu khác nhau như thế này? Thì em Sơn xin phép được chia sẻ và giải thích cho anh em mình hiểu. Thứ nhất, khi mà em Sơn tạt ra thì đây là một cái dòng gỗ mà em Sơn đã biết rồi. Đây nó là dòng gỗ mun và đặc biệt đây nó là dòng gỗ mun đuôi công. Nó là một trong dòng gỗ mun có thể nói là vân gỗ là đẹp và xuất sắc nhất cái hành tinh này. Và nhiều khi ấy, mà khi mình tạt ra ở đây này, nó tại sao nó lại tông màu tối? Là bởi vì cái dòng gỗ này khi mà được thành phẩm là anh em phải tiến hành là tẩy để bộ vân nó được sáng hơn. Thế còn đây là khi mà mộc nguyên bản thì khi mình tạt ra như thế này thì nó sẽ có màu đậm và tối như thế này. Anh em nhớ, nhưng mà khi tẩy ra thì nó sẽ sáng và vân đẹp như thế này. Và chính vì thế cho nên là anh ạ, cái vân này của mình nó là vân thật. Đúng chứ rồi. Không phải vân ve. Đấy. Thế nhiều người là không biết, lại tưởng là vân nó đẹp quá. Đúng cứ rồi. Nghĩ là ve nhưng mà không phải ve. Đấy, vẽ hay không thì mình nhìn cái là mình biết ngay. Thì tạt ra đây cho anh em mình thấy luôn, nó là hàng thật việc thật. Và chứ không phải là vẽ đâu anh em nhá. Vẽ là phải là người ta mua cái loại gỗ rác ấy, xong người ta bắn người ta vẽ mà. Đúng rồi. Thế còn cái loại này là vân của mình là vân thật. Cho nên là thực ra thì hôm nay em lên đây anh thật thì anh toát mồ hôi. Đây cũng vất vả lắm anh ạ. Thì đấy thì cũng chia sẻ với anh em là với như đây là em biết là đây là bộ tần thủy hoàng đúng không anh? Đúng rồi, chính xác. Như bộ tần thủy hoàng này mình đang giao dịch khách là bao tiền đấy? Bộ này á? Bộ này anh bán giá chỉ có 38 triệu rồi. 38 triệu. Ui rồi giá hợp lý nha. Thế em thấy một vài nơi người ta bán toàn 50-60 triệu. Đúng rồi em, đấy là cái giá mà người ta bán giá ngoài thị trường. À. Nhưng mà bên anh thì là đang sale bộ này và thanh lý 8 triệu. Thế giá hợp lý. Thế thì nhiều khi là như này, nhiều khi anh ấy bán rẻ quá nên là nhiều người người ta cứ tưởng là vẽ vân, nhưng mà nói thật đây kia đưa anh em lại gần đây này. Thực ra đây nó là vân thật đấy anh em ạ. Đây này, đây là vân thật đấy. Sau khi mình tạt ở mặt dưới lên cái rồi cộng như là nhìn cái đường vân này là trông đẹp nhỉ. Cái loại này tại sao nó gọi là mun đuôi công, bởi vì nó đẹp như đuôi công. Đuôi công thì em biết vân nhầm vậy, vân đuôi công ấy thì cái màu lông của nó sặc sỡ đẹp như nào, thì đây cái bộ này thì vân nó đẹp như thế. Ok anh em mình nhá, thì anh em cứ yên tâm rằng là nếu như có cần em Sơn phải hỗ trợ về cái việc thẩm định xem là gỗ giả gỗ thật như nào thì anh em mình cứ báo em Sơn một câu. Ok em cảm ơn anh Giai nhá. Cảm ơn dạ, em. Vâng ạ, cho em cơ hội được đến đây để giúp đỡ mình. Cảm ơn em. Dạ.